Tư duy tỷ phú giúp tôi tăng gấp đôi thu nhập một năm. Người làm việc cả ngày là người không kiếm được tiền. Triết lý này nghe có vẻ ngược đời, nhưng lại là điều quan trọng giúp ông chùm dầu mỏ John Rockefeller thành công và giàu có. Năm 2020, tôi viết hơn 100 bài báo mạng và kiếm được hơn 3.000 đô một bài. Tôi bắt đầu đầu tư, thử làm việc tự do và gặp gỡ rất nhiều khách hàng dễ thương. Thu nhập năm 2020 của tôi tăng gấp đôi so với năm 2019. Phần lớn là nhờ 3 sự thay đổi trong tư duy sau. Người làm việc cả ngày là người không kiếm được tiền. Đây là một trong những câu nói nổi tiếng của tỷ phú dầu mỏ John Rockefeller. Ông tin rằng người không dành thời gian chăm sóc bản thân sẽ không kiếm được tiền. Theo ông, chăm sóc bản thân bắt đầu bằng những việc đơn giản như có chế độ ăn lành mạnh, uống nhiều nước, chăm tập luyện và ngủ đủ giấc. Người trẻ ngày nay muốn độc lập với gia đình, sống cuộc sống mà họ muốn và có thể chi trả cho những thứ mà trước đây họ không thể. Nhiều người lao động vào công việc để kiếm tiền mà không mấy quan tâm đến tài sản quý giá nhất của mình là sức khỏe. Việc làm việc quá mức còn ảnh hưởng đến sức mạnh của não bộ cũng như sự phát triển của tư duy sáng tạo. Không dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất. Tôi từng tin rằng được thăng chức là cách đúng đắn để phát triển sự nghiệp và tài chính. Tôi từng chỉ làm duy nhất một công việc toàn thời gian vì muốn cống hiến 100% công sức để đạt mục tiêu thăng tiến. Điều này khiến tôi stress. Tôi làm thêm giờ rất nhiều và tâm trí tôi thường xuyên bị đảo lộn khi làm việc vào cả cuối tuần. Tôi đã nỗ lực hết mình, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Vì vậy, tôi quyết định làm thêm. Bạn có thể hạnh phúc khi làm công việc toàn thời gian, nhưng nếu nó không đủ để trang trải mọi nhu cầu, sớm muộn gì bạn cũng sẽ mất đi động lực. Kết quả là năng suất và hiệu quả công việc của bạn bị ảnh hưởng. Các triệu phú tự thân có ít nhất 7 nguồn thu nhập và họ luôn có quỹ khẩn cấp. Tháng 3 năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã tăng vọt từ 4% lên 16% do đại dịch COVID-19. Không chỉ tôi mà rất nhiều người đã học được bài học rằng không bao giờ được dựa vào nguồn thu nhập duy nhất, dù nó có vẻ đáng tin cậy đến đâu. Từ tháng 1 năm 2020, tôi phân bổ thu nhập vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống, bao gồm cả tiết kiệm và đầu tư dài hạn. Hàng tháng, tôi trích 20% lương cơ bản để tiết kiệm dài hạn. Khoản này cho phép tôi trang trải chi phí tối thiểu nếu nghỉ việc và không có thu nhập chính. Ngoài ra, tôi còn tìm hiểu và đầu tư một khoản nhất định hàng tháng. Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này nên sẽ không khuyên bạn đầu tư vào đâu. Tuy nhiên, có một điều mà tôi khuyên bạn nên làm là hãy đầu tư và làm việc đó một cách thận trọng. Theo dõi chi tiêu hàng tháng để không chi tiêu quá đà. Tôi cảm thấy xấu hổ khi chưa từng theo dõi chi tiêu của mình cho đến tháng 1 năm ngoái. Công việc toàn thời gian đem lại cho tôi sự ổn định tài chính. Có thời điểm càng kiếm được nhiều, tôi càng chi tiêu nhiều và đến cuối tháng, tôi chẳng còn lại nhiều. Việc đó đã lặp đi lặp lại trong một thời gian khá dài trước khi tôi thay đổi tư duy. Sujit Lalwani, một doanh nhân, một nhà văn và một diễn giả truyền cảm hứng từng nói: không lập kế hoạch tài chính là con đường dẫn đến một cuộc sống tầm thường. Tôi bắt đầu theo dõi chi tiêu, xem tiền của mình được tiêu cho những lĩnh vực nào của cuộc sống. Từ đó, tôi tìm ra khoản nào phải chi nhiều nhất và tôi có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền mà vẫn sống khá thoải mái. Bạn gần như không bao giờ có thể phát triển tài chính cá nhân cho đến khi theo dõi chúng và lập kế hoạch chi tiêu cụ thể. Tác giả: cha giàu, cha nghèo. Học nhiều không giúp bạn trở nên giàu có và hạnh phúc. Robert Kiyosaki chia sẻ: khoảng cách bạn nhận lương, bộ não của bạn coi như đã chết. Trong một cuộc phỏng vấn, Robert Kiyosaki, tác giả của cuốn Cha giàu, cha nghèo nổi tiếng, đã có một câu nói gây chú ý. Thực chất, hệ thống giáo dục dạy con người để nghèo bởi nó được thiết kế để dạy chúng ta trở thành một người làm công ăn lương
chứ không bao giờ dạy chúng ta về tiền bạc. Có một sự thật mà tôi phải nói là nếu muốn nghèo, bạn hãy đi học, còn nếu muốn giàu có và hạnh phúc thì đừng làm như vậy. Người cha nghèo của Robert có bằng tiến sĩ. Một lần khi hỏi cha tại sao mình không được học về tiền bạc ở trường, ông nhận được câu trả lời: bởi chính phủ không cho dạy môn đó. Họ quyết định điều gì có thể và không thể giảng dạy. Nhiệm vụ của con là đến trường để sau này có một công việc. Theo Robert, cái nghèo được truyền cho chúng ta từ chính gia đình của mình. Một cách tự nhiên, chúng ta được dạy rằng hãy kiếm một công việc và làm việc chăm chỉ nếu muốn trở nên giàu có. Một thống kê cho thấy có tới 65% vận động viên chuyên nghiệp kiếm được hàng triệu đô la lại phá sản chỉ sau 5 năm. Không ít người trúng số hay giàu lên một cách nhanh chóng nhờ vận may rơi vào cảnh khánh kiệt trong thời gian ngắn, bởi họ có tư duy của người nghèo. Nếu không thay đổi, họ sẽ mãi nghèo dù có nhiều tiền đến đâu. Robert chia sẻ: khi tôi trả tiền cho bạn và bạn nhìn nhận mình là một người làm thuê, bạn đã sập bẫy của cái nghèo. Khoảng cách bạn nhận lương, bộ não của bạn coi như đã chết. Có người từng hỏi tôi rằng tại sao tôi không nhận cho người nghèo tiền. Lý do là điều đó sẽ tạo ra nhiều người nghèo hơn. Giả dụ bạn cho một người đàn ông một con cá, rất nhiều người khác cũng muốn được như vậy. Thay vào đó, nếu bạn dạy cách câu cá, họ sẽ không bị đói nữa. Người cha nghèo của tôi thường nói rằng cha không có đủ tiền cho thứ đó. Và người cha giàu của tôi sẽ nói đó là lý do ông ấy nghèo. Thay vì kêu ca như vậy, người cha giàu tìm cách để kiếm tiền và mua thứ ông ấy thích. Nhà sáng lập hãng Otto Ford từng nói: cho dù bạn nghĩ mình có thể hay không có thể làm được điều gì đó thì bạn bao giờ cũng đúng. Rất nhiều người nói rằng họ không thể chỉ vì họ lười tìm cách đạt được điều mình muốn. Một câu hỏi có thể mở ra tâm trí và một tuyên bố có thể đóng lại nó. Vì vậy, khi bạn nói tôi không thể, tâm trí của bạn sẽ bị đóng lại và kết quả là bạn trở thành những gì mình nói. Nhiều người nói tiền không quan trọng với tôi, vậy thì nó sẽ dẫn đến kết quả là tiền cũng chẳng thèm quan tâm đến bạn. Robert nói thêm, hai câu nói ưa thích của người có tư duy nghèo là tôi sẽ không bao giờ giàu được và người giàu rất tham lam. Theo tôi, người nghèo mới là kẻ tham lam. Có một thực tế là nếu muốn trở nên giàu có, trước tiên bạn phải cho đi. Tôi viết sách để truyền tải thông tin, đầu tư bất động sản và cho thuê, tạo công ăn việc làm cho người khác. Nhờ đó tôi mới giàu có. Còn người nghèo không tạo ra hay cho đi cái gì cả. Họ chỉ muốn làm thế nào để bản thân hưởng lợi nhiều nhất. Ai trong số chúng ta cũng có nỗi sợ. Quan trọng là cách bạn đối diện với nó. Einstein từng nói rằng, trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức, nhưng kiến thức sẽ truyền sức mạnh cho trí tưởng tượng. Hầu hết điều mà mọi người thiếu là kiến thức kinh doanh thực tế như kế toán, thuế hay nợ. Bạn phải biết những điều đó. Tuy nhiên, đáng buồn là họ không dạy những điều đó cho chúng ta ở trường. Người sợ mắc sai lầm như những gì họ được dạy ở trường sẽ không bao giờ trưởng thành. Tâm lý chung của họ là cuộc đời có tốt và xấu, đúng và sai, có thăng có trầm. Phần lớn họ chỉ muốn đúng và tin vào những thứ tích cực. Nhưng thực tế thì không như vậy. Mỗi lần thất bại, tôi đều tự nhủ rằng tốt thôi, mình đã học được gì từ trải nghiệm này và từ đó rút kinh nghiệm. Hầu hết người bình thường không giàu được là vì họ chưa từng thất bại. Họ làm mọi thứ theo cách an toàn để tránh phạm sai lầm. Điều đó có nghĩa là họ chẳng học được gì cả. Chúng ta đều sợ thất bại, nhưng thất bại lại là cách để chúng ta thành công. Rich and Money Chanel, Kim Chen, Valam Yao, Rich and Money Chanel.